Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới của Tech News. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những thông tin đáng chú ý trong những ngày vừa qua. Apple vừa công bố bộ tai nghe AirPods Pro chống ồn mới nhất của mình thông qua một thông cáo báo chí. Theo đó thì Táo Khuyết lại chính thức bán ra bộ tai nghe này vào ngày 30 tháng 10 tới đây với giá là $249, tức nghĩa là khoảng 5,8 triệu đồng. Apple đã tích hợp những microphone bên trong chiếc AirPods Pro này để có thể nhận diện âm thanh bên ngoài nhằm lọc tiếng ồn cho tai nghe. Hệ thống này có vẻ như rất giống với công nghệ chống ồn trên những chiếc tai nghe Beats Solo Pro mới. Apple cho biết tính năng thử tiếng ồn này sẽ được điều chỉnh khoảng 200 lần mỗi giây. Không như dòng AirPods, thế hệ Pro mới này sẽ được thiết kế theo dạng in-ear và đi kèm với bộ nút tai linh hoạt nhằm đảm bảo cho độ vừa vặn với tai nghe của mỗi người để không bị rơi rớt trong quá trình sử dụng. Các bộ nút tai này được làm bằng silicon sẽ được cung cấp sẵn bên trong chiếc hộp. Tương tự với AirPods thế hệ thứ 2 thì AirPods Pro sẽ hỗ trợ sạc không dây và lệnh thoại Hey Siri. Apple cũng xác nhận rằng AirPods Pro sẽ đạt được khoảng 4,5 giờ nghe nhạc liên tục. Như thường lệ với những chiếc AirPods thì hộp sạc sẽ chứa một viên pin cung cấp tổng thời gian sử dụng là khoảng 24 giờ. Canon vừa mới chính thức công bố bán ra thị trường Việt Nam hai chiếc máy ảnh mới, trong đó là hai chiếc camera Canon EOS 90D và Canon EOS M6 Mark II. Hai sản phẩm này sẽ có giá thân máy lần lượt là 36 triệu đồng cho EOS 90D và 25 triệu đồng cho M6 Mark II. Ngoài ra thì mẫu EOS 90D nếu bán kèm theo ống kính kit 18-55mm sẽ có giá là 40 triệu đồng. Còn nếu bán kèm với ống kính kit 18-135mm sẽ có giá bán là 48 triệu đồng. Trong khi đó, đối với phiên bản EOS M6 Mark II thì bán kèm với ống kính EFM1545 sẽ có giá là 28 triệu. Còn nếu mua với ống kính EFM18-150 sẽ có giá là 36 triệu đồng. Canon EOS 90D sẽ có thiết kế truyền thống của những chiếc máy DSLR, trong khi đó thì M6 Mark II sẽ là một chiếc máy ảnh không gương lật gọn nhẹ. Cả hai sản phẩm này đều được trang bị vi xử lý hình ảnh Digic 8 mới nhất của Canon và cảm biến hình ảnh APS-C 32,5 megapixel mới, tốc độ lên đến 1:16,000 và quay video 4K 30fps không crop. Công nghệ lấy nét theo pha Dual Pixel với 5.481 điểm chọn và hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth và cổng USB Type-C. Canon EOS M6 Mark II sẽ có khả năng chụp liên tiếp 14 hình mỗi giây, trong khi đó thì EOS 90D sẽ chụp liên tiếp 10fps. Bên cạnh đó thì 90D sẽ có thể chụp 1.308 ảnh cho mỗi lần sạc với viên pin LBE6N. Trong khi đó thì M6 Mark II chỉ chụp được khoảng 305 bức ảnh cho mỗi lần sạc với viên pin LBE17. Mới đây thì ông lớn Microsoft đã đánh bại đối thủ nặng ký như Amazon hay IBM để giành lấy hợp đồng cung cấp hệ thống đám mây với trị giá là 10 tỷ đô la cho Bộ Quốc phòng của Mỹ trong 10 năm. Hợp đồng này sẽ tương ứng với việc Microsoft cung cấp dịch vụ đám mây cho Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng, Quân sự và các chương trình AI của quốc gia. Xử lý các thông tin quốc phòng quan trọng, đây cũng được coi là một hợp đồng cực kỳ quan trọng và cực kỳ lớn đối với Microsoft, khiến cho cổ phiếu gồm lớn tăng 3% sau khi ký kết hợp đồng. Như chuyên gia cũng cho biết rằng, đây cũng sẽ là một bước tiến lớn cho hệ thống đám mây của Microsoft trong thời gian sắp tới. Ok, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thấy những tin tức này như thế nào? Hãy để lại một comment phía bên dưới. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Tech News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Rocky.